Bây giờ thì tìm ở đâu ra một chiếc laptop với mức giá vừa rẻ, vừa nhẹ mà còn phải đủ mạnh mẽ để hỗ trợ bạn cực kỳ tốt trong cái tác vụ văn phòng cũng như là học tập đây. Thì tìm ở đâu nữa, ở đây chứ đâu. Ở trên bàn mình đây đang một em laptop Lenovo ThinkBook 14 với một cái mức giá cực kỳ chấn động luôn, chỉ có 7.990.000 mà thôi. Thì với một cái mức giá thế này á, chúng ta sẽ có một cái chiếc máy với AMD Ryzen 3 5300U. Thì đây là một cái cấu hình đủ mạnh để xử lý những cái tác vụ văn phòng. Và ngay sau phần intro này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về tính năng của em nó nhé. Và về cái phần thiết kế á, thì những cái chiếc laptop văn phòng thế này nó sẽ thường đánh mạnh vào cái mặt thuận tiện. Do đó là những cái chiếc laptop như thế này nó sẽ sở hữu một cái kích thước cũng như là khối lượng khá là nhẹ nhàng. Như em Lenovo trên bàn mình đây, các bạn có thể thấy là cái tổng thể cái kích thước của nó cũng khá là nhỏ gọn nè. Và cái khối lượng của em nó chỉ có 1,4kg mà thôi. Thì với cái khối lượng như thế này cũng như cái kích thước như thế này á, thì các bạn có thể dễ dàng bỏ vào ba lô hay là giỏ sách để mang đi học đi làm nè. Và nó cũng không có chiếm quá nhiều diện tích, nó cũng không có cồng kềnh luôn, và nó rất là gọn gàng và là nhẹ nhàng chúng ta để có thể di chuyển nè, rồi đi đây đi đó mà không sợ là bị nặng nề nha. Và em này thì được hoàn thiện bằng kim loại và cụ thể là nhôm, và nó được phủ một cái lớp sơn xám như thế này thì nó sẽ có cái độ bóng bẩy nhẹ nè, cũng như nó có cái độ thanh lịch và tinh tế nhất định nha. Và mặc dù một mức giá nó rất là rẻ thôi, nhưng mà chiếc máy này được gia công nó rất là chắc chắn và tỉ mỉ luôn, nó không có bị cái tình trạng là bị ọp ẹp hay bị lỏng lẻo á, kể cả khi mà mình gập mở 180 độ như thế này đấy. Các bạn có thể thấy là nó rất là nhẹ nhàng luôn, nó không có bị là nó bị cứng khớp hay bị gì cả. Nhưng mà với cái chất liệu là kim loại thế này á, thì em nó sẽ hơi bị dễ chạy xước một xíu, cũng như là sẽ dễ bám vân tay, nên là các bạn hãy chú ý đến cái vấn đề đó trong quá trình mình sử dụng nha. Và cái phần viền máy của em này, như các bạn có thể thấy, nó được bo cong một cách rất là nhẹ nhàng luôn, thành ra nó không mang lại chúng ta cái cảm giác là gai góc như chiếc máy laptop gaming, mà nó rất là mềm mại và gọi một kiểu là nó mềm, nó kiểu là phù hợp hơn với văn phòng đồ đó. Và cái phần viền màn hình của em nó rất là mỏng, thành ra khi mà chúng ta dùng để xem phim hay là nghe nhạc giải trí á, thì chúng ta có cảm giác cái phần nhìn sực mở rộng hơn rất là nhiều luôn. Và em này thì cũng sẽ có cái bảo mật vân tay cũng như một cái công tắc khóa camera thủ công trên đây nè. Đó, nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề bảo mật cũng như là đăng nhập của mình nha. Và em này cũng cung cấp cho chúng ta khá là nhiều cổng kết nối nha, như là hai cổng USB Type-C nè, một chiếc tai nghe 3.5mm, hai cổng USB 3.2, một cổng HDMI và một cổng LAN. Cho nên là các bạn không cần phải lo lắng khi mà chúng ta kết nối với các thiết bị ngoại vi nha. Về cái phần bàn phím của em này á, thì theo trải nghiệm cá nhân của mình á, thì những cái nút phím của em nó có một cái độ to vừa phải, khoảng cách giữa các phím nó cũng không có quá xa nhau, thành ra là khi mà chúng ta bấm á, cũng không là sợ bị hụt tay. Và với cái độ to của bàn phím á, cũng như là cái nút phím á, thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về cái vấn đề là bị bấm nhầm sang phím khác nha. Và cái hành trình phím của em này á, thì nó cũng không ở cái mức gọi là quá xuất sắc đâu, nó chỉ cái mức là trung bình khá mà thôi. Và cái độ nảy cũng có một cái độ nảy nhất định á, nhưng mà trong cái tầm giá như vậy, mình đánh giá là cái em máy này nó có cái bàn phím khá là tốt rồi. Và một điểm cộng nữa là chỉ có khoảng 7.990.000 thôi mà chiếc máy này vẫn trang bị chúng ta một cái đèn nền bàn phím á, thành ra là khi mà mình sử dụng để mà làm việc trong bóng tối hay là những nơi thiếu sáng á, thì nó vẫn rất là ổn định, nó rất là ok, nó không có bị gọi là thiếu ánh sáng hay là khó bấm nha. Nhưng mà mình không đánh giá cao cái phần touchpad của em này lắm, bởi vì theo cái ý kiến cá nhân của mình, cái phần touchpad nó hơi nhỏ, thành ra những bạn nào mà có size tay to một xíu á, thì nó cũng sẽ hơi bị gọi là cản trở cái quá trình sử dụng nè, và nó cũng hơi bị bó hẹp cái không gian sử dụng của mình lại á. Và cái phần bề mặt của cái touchpad nó cũng không có được mịn màng cho lắm, nó vẫn bị rít nhẹ nè, khi mà mình ra mồ hôi tay nó sẽ cũng rít lên một xíu nữa, nên là cũng cái trải nghiệm nó cũng không có được mượt mà như là những cái em máy khác đâu. Nhưng mà được cái là cái bàn phím này và cái touchpad này á, trong cái tầm giá đó thì nhìn chung nó vẫn làm được trọn vẹn cái nhiệm vụ của mình cũng như là cái vai trò của mình rồi nha. Em này là có cái phần màn hình là 14 inch và cái phần viền của em nó rất là mỏng luôn, thành ra khi mà mình sử dụng á, mình sẽ không có cảm giác là cái phần dọc đen ở hai bên nó quá nhiều và nó chiếm đi cái phần nhìn của chúng ta nè. Và em nó thì được trang bị cái tấm nền IPS cùng với đó độ phân giải Full HD và cái tần số quét là 60Hz. Thì theo cái trải nghiệm của mình á, thì cái màu sắc của em này nó chỉ ở cái mức là ổn định, chứ nó không gọi là quá xuất sắc như em máy cao cấp khác được. Nhưng mà nha, một điểm khen á là khi mà mình sử dụng em này, mình không có bị cảm giác là em nó bị rải hạt quá nhiều. Đấy, cái phần hạt của em nó rất là ít luôn. Và nhìn cái phần nhìn nó cũng rất là mượt, và cái hình ảnh này, cái tiểu tiết được tái tạo cũng khá là chi tiết và sắc nét á. Dĩ nhiên là nó sẽ không thể nào so sánh được với những cái chiếc máy có tầm giá cao cấp hơn và những cái tấm nền xịn hơn được. Nhưng mà ở cái tầm giá này và cùng với tấm nền đó, thì cũng với những cái thông số khác á, thì mình cảm thấy là em máy này khá là tốt với phần màu sắc, hình ảnh rồi nha. Và với cái độ sáng 250 nits á, thì mình thấy là tạm ổn. Trong cái môi trường quá sáng á, thì nó cũng sẽ gọi là
màn hình nó sẽ hơi tốt một xíu so với bản thân mình, so với cái gu của mình nha. Rồi ngoài ra thì em này vẫn được trang bị một số cái công nghệ về màn hình khác như là chống ánh sáng xanh nè, anti blue light hay là chống chói anti glare như những cái dòng máy khác nha. Và tóm lại thì với cái mức giá là 7.990.000 á, thì cái phần màn hình nè, bàn phím và cái phần thiết kế của em Lenovo ThinkBook 14 này á, nhìn chung nó vẫn ok trong tầm giá, và những cái trải nghiệm của mình cho đến thời điểm hiện tại vẫn gọi là khá là ổn thỏa và xứng đáng với giá tiền nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần hiệu năng. Nói vui một tí á, thì khi mà mình đọc qua tên của em này là ThinkBook, book á, là sách đồ đó, cùng với việc là mình lướt sơ qua cái phần thông số hiệu năng của em này á, thì mình đánh giá em này là một chiếc máy chỉ chuyên về học tập và văn phòng, chứ không dành những cái tác vụ như là gaming hay là đồ họa quá là chi tiết nha. Nói chi tiết hơn thì em này được trang bị bộ vi xử lý là AMD Ryzen 3 5300U, cùng với đó là card đồ họa tích hợp AMD Radeon Graphics. Và cái điểm đơn nhân cũng như điểm đa nhân mà mình đo được em máy này á, là 1119 và 5379. Thì với con chip đấy và cái điểm số ấy á, thì chiếc máy này sẽ xử lý cực mượt các tác vụ văn phòng, học tập thông thường như là Word, Excel, thiết kế dựng clip cơ bản trên Canva hay CapCut, chứ còn Photoshop hay Premiere hoặc những phần mềm chuyên nghiệp hơn thì nói chung mình khuyên các bạn nên cân nhắc lại một xíu, bởi em này không phù hợp lắm để làm những cái tác vụ đồ họa chuyên sâu. Còn về cái phần mà giải trí á, thì em này vẫn sẽ ok các bạn trong việc là lướt web nè, rồi xem phim hay là chơi những cái tựa game nhẹ nhàng thôi. Còn nếu mà những tựa game nặng hơn á, mình khuyên là nên cân nhắc vào những dòng máy khác luôn nha. Và cái mức RAM của em này là 8GB nha. Khi mà mình dùng trong văn phòng cũng như học tập cơ bản á, mình cảm thấy cái mức RAM này khá là ổn áp nè, và vẫn giúp cho mình có cái sự mượt mà ổn định khi mà phải chuyển đổi qua lại với các tác và làm việc đa tác vụ với nhau nha. Nhưng mà nếu bạn có nhu cầu cao hơn thì có thể nâng cấp lên đến 36GB lận đó. Còn SD cơ bản là 256GB. Đối với mình á thì nó sẽ còn khá là ít nè, do mình sẽ phải dựng clip và lưu trữ khá là nhiều tài liệu nữa. Còn nếu các bạn chỉ làm những cái văn phòng học tập nhẹ nhàng như là kế toán, hành chính xong rồi dùng để đi học thôi á, thì mình cảm thấy cái mức này nó sẽ khá là ổn thỏa nha. Còn nếu như mà các bạn cần không gian lưu trữ rộng hơn nè, thoải mái hơn á, có thể cân nhắc nâng cấp lên đến 512GB hoặc là đến 1TB lận, thì khi đó các bạn sẽ có không gian lưu trữ thoải mái hơn và thoải mái làm những cái việc bạn thích hơn nha. Rồi, theo đánh giá cá nhân của mình á, thì chiếc máy này có một cái tốc độ vận hành nhanh chóng và thời gian phản hồi cũng không quá lâu, tầm 3 giây thôi, cho nên á là khá là tiện lợi khi mà chúng ta cần phải chạy những cái task gấp nha. Về mức pin thì em này được trang bị pin là viên pin 3 cell cùng với đó là công suất 45W, nhìn chung thì khá là ok nha. Và với cái mức pin này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta thời lượng là khoảng 4 tiếng cho các tác vụ học tập văn phòng nhẹ nhàng cơ bản. Còn nếu các bạn có dựng clip và thiết kế giống như mình á, thì nó sẽ trong khoảng là 3 tiếng và nó sẽ hụt nhanh hơn, nên là mình vẫn khuyên các bạn hãy cắm pin trong quá trình sử dụng để máy đạt được hiệu năng cao nhất nha. Tóm lại á, thì với cái mức giá là 7.990.000 cùng với những cái thông số mà mình vừa nêu trên á, thì em máy này đã làm trọn vẹn nhiệm vụ của mình, đó chính là học tập văn phòng. Và mình nghĩ là những cái bạn mà học sinh sinh viên á, hay những bạn thuộc ngành văn phòng nhẹ nhàng như kế toán, hành chính và những cái phòng ban liên quan á, thì sẽ là cái đối tượng sử dụng phù hợp nhất cho em máy này luôn. Bởi vì á, cái mức giá dễ tiếp cận nè, rồi rất là gọn gàng và nhẹ nhàng để mà di chuyển, cùng với đó cấu hình đủ mảnh làm cái tác vụ đó, cũng như là giải trí xem phim một chút xíu nè. Và các bạn có thể tham khảo đường link mình để bên dưới nha. Và hiện tại thì ở Thế Di Động đang chạy rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi. Trong đó thì cái chương trình khuyến mãi giá rẻ quá trong mùa Back to School lần này cực kỳ đặc biệt luôn, khi mà các bạn có thể được mua những chiếc laptop với mức giá cực kỳ ưu đãi, giảm giá đến 30% nè. Và chắc chắn á, cứ mua là có quà, là sẽ được tặng kèm theo như là phụ kiện của chiếc máy đó và rất nhiều phần quà khác nha. Cùng với đó là rất là nhiều cái khuyến mãi khác luôn, ví dụ như là cứ bạn cứ mua là sẽ có cơ hội trúng được một chiếc xe quay. Vừa mua laptop mà vừa được trúng xe quay nữa, thì ngại gì mà không ra Thế Di Động gần nhất để sắm ngay cho một em laptop nhỉ. Và đó là tất cả gì mà mình muốn nói trong video lần này, và hy vọng rằng mình đã đem đến cho các bạn một chiếc laptop ưng ý nha. Và video này cũng đã kết thúc, hẹn gặp lại những video lần sau nhé. Bye bye.